Các fan của Man United chắc hẳn chưa quên cảm giác lâng lâng khi chứng kiến pha làm bàn đẳng cấp này. Alessandro Garnacho, ngôi sao mới trẻ tuổi của họ đã cosplay Wayne Rooney bằng một cú xe đạp chồng ngược thân sâu tung lưới Everton, gợi cho họ những hoài niệm về pha làm bàn kinh điển của Gareth Southgate với Man City năm nào. Chứng kiến cậu trai trẻ thăng hoa đến như vậy, họ hy vọng một ngày không xa cậu sẽ lại theo bước Rooney hay thần tượng Cristiano Ronaldo của chính mình, trở thành huyền thoại bất tử ở Old Trafford. Nhưng rồi, để bây giờ, chính Garnacho lại đang dính vào lùm xùm không đáng có khi có những hành động thể hiện sự bất bình với Erik ten Hag khi bị thay ra ở trận đấu Man United để Bournemouth cầm hòa. Chẳng phải là lần đầu tiên chiến lược gia người Hà Lan bị các học trò tỏ thái độ bất bình nữa. Và khi đó là một trong những người có phong độ tốt nhất đội bóng mùa giải này. Ta lại phải đặt ra câu hỏi rằng, ten Hag có đang thật sự kiểm soát được các học trò của mình hay không? Hay chính vì những cơn sóng ngầm này mới khiến cho Quỷ Đỏ thảm hại đến như vậy hiện tại? Man United gặp khó ngay trên sân Vitality nhưng vẫn giành được một điểm nhờ cú đúp của Bruno Fernandes. Đây là một màn trình diễn nhạt nhòa khác của Quỷ Đỏ và Ten Hag đã tung Amad Diallo vào sân ngay đầu hiệp 2 nhằm xoay chuyển tình thế khi câu lạc bộ bị dẫn trước 1-2. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên người Hà Lan đã quyết định hy sinh Alessandro Garnacho để lấy chỗ cho Diallo. Và cầu thủ trẻ người Argentina dường như đã bày tỏ sự tức giận sau trận đấu. Trên mạng xã hội, Mark Gombrich, một fan hâm mộ nổi tiếng của Manchester United, đã đăng một bài viết chỉ trích quyết định rút Garnacho ra sân của Ten Hag, cùng với bình luận sau trận đấu của ông. Tài khoản chính chủ của Garnacho với hơn 700.000 người theo dõi trên mạng xã hội đã bấm thích cả hai bài viết của Gombrich, qua đó châm ngòi cho một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Khi Garnacho vừa bị thay ra, Gombrich đã châm ngòi cho những lùm xùm với việc lên trang cá nhân đăng tải những dòng trạng thái đầu tiên. Giữa hiệp 2, blogger này đã phát biểu công kích thẳng vào Erik ten Hag. Garnacho là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của chúng ta mùa giải này. Hiệp 1 cậu ấy thi đấu kém cỏi, nhưng việc ten Hag thay Garnacho ra và đổ lỗi cho cậu ấy là một trò hề. Nhiều người khác thi đấu tệ hại hơn nhưng vẫn được ra sân. Sau trận đấu, ten Hag giải thích lý do ông thay Garnacho ra sân vì anh không tập luyện cả tuần, tập mỗi ngày thứ 6 nên chơi không đạt yêu cầu. Ông nói rằng một số cầu thủ trong đội cần phải chỉnh đốn lại thái độ tập luyện, bởi nhìn chung trong trận đấu với Bournemouth, cả đội đã chơi không tốt, để lộ ra nhiều khoảng trống. Ông cũng thẳng thắn tiết lộ rằng bản thân Alessandro Garnacho đã không tập luyện trong tuần này, chỉ trừ buổi tập một ngày trước khi trận đấu bắt đầu. Thế nhưng, ngay lập tức, dậy sóng lên một loạt các bằng chứng chống lại lời nói của chiến lược gia người Hà Lan. Cộng đồng mạng đã phát hiện ra hôm thứ Tư, trong bộ ảnh tập luyện trên trang chủ của MU, Garnacho vẫn tham gia cùng toàn đội như bình thường. Đó chính là hôm Moscow lên mạng góp ý với Garnacho và Manu về tác phong khi tập luyện. Khi nói về quyết định thay Garnacho, ten Hag dường như ngầm ám chỉ việc tiền đạo trẻ này không thi đấu nỗ lực. Ông nói, tôi nghĩ Man United cần có sự thay đổi ở cánh phải. Chúng tôi chơi không tốt và để lộ nhiều khoảng trống. Garnacho đã không tập luyện đầy đủ trong tuần qua. Cậu ấy mới trở lại tập vài ngày trước trận. Man United cần một cầu thủ dự bị với nguồn năng lượng tốt hơn để gia cố đội hình. Sau những bình luận của ten Hag, Gombrich tiếp tục đá xoáy chiến lược gia 53 tuổi, cho rằng ông đang ngấm ngầm đổ lỗi cho Garnacho trong buổi họp báo sau trận đấu. Blogger này cho rằng điều đó là hoàn toàn lỗ bịch khi đẩy một cầu thủ trẻ 19 tuổi, người đã thực sự cống hiến cho đội bóng mùa giải này vào thế khó. Anh này kết luận bằng phỏng đoán rằng ten Hag chỉ đang dí Garnacho như một con tốt thí để không làm mất lòng những cầu thủ hưởng lương cao hơn. Những người có màn trình diễn thất vọng hơn số 17 của Man United rất nhiều như Rashford hay Casemiro. Mọi chuyện chỉ thực sự bùng lên thành tranh cãi không hồi kết. Người hâm mộ phát hiện tài khoản thuộc sở hữu của Garnacho đã bấm thích cả hai bài đăng của Mark Gombrich. Dù sau đó tài khoản kể trên đã hủy nuốt like sau khi nhận thấy người hâm mộ đã chú ý đến hành động của anh trên mạng xã hội. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cầu thủ người Argentina cũng chia sẻ một bài đăng với bức ảnh anh đang buồn bã trong trận đấu, kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc wow như để thể hiện thêm sự thất vọng của mình. Garnacho đã vô tình châm ngòi cho những chỉ trích nhắm vào chính bản thân anh cùng đội bóng sau một màn trình diễn không được như ý muốn, và chắc chắn rằng cầu thủ này phải chịu trách nhiệm phần lớn cho tình cảnh hiện tại. Man United đã trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở đấu trường ngoại hạng Anh, trừ trận derby nước Anh với Liverpool, nơi Quỷ Đỏ đã phần nào thành công khi có được một điểm, và 3 trận đấu còn lại đều là những kết quả cực kỳ khó chấp nhận. 2 trận hòa vất vả trước Nottingham Forest và Bournemouth đều trong bối cảnh bị động hoàn toàn. Ngoài ra là thất bại kinh điển trước Chelsea chỉ trong 2 phút cuối mà chắc chắn cả Man United vẫn chưa thể nuốt trôi. Đáng ra trong quãng thời gian với phong độ không tốt này, ten Hag và các học trò cần thẳng thắn xin lỗi người hâm mộ và cố gắng đáp lại bằng thái độ tập luyện tốt cùng những màn trình diễn tích cực hơn, thì họ lại đẩy nhau vào những tranh cãi và làm cho nội bộ phòng thay đồ xuất hiện những nghi kỵ.
Ngoại hạng Anh mùa giải sau đang có cơ hội lớn để giành 5 chiếc vé dự Champions League và đích đến của Ten Hag không khác gì ngoài vị trí hiện tại đang do Tottenham nắm giữ. Họ đã có cơ hội khi gà trống thảm bại ở trận đấu sớm và cần cụ thể hóa quyết tâm đó bằng 3 điểm trước Bournemouth. Nhưng rốt cuộc, Man United hiện tại còn mất vị trí thứ 6 vào tay của Newcastle, chứ đừng nghĩ đến việc cạnh tranh với Tottenham cho suất dự C1. Nếu không sớm chỉnh đốn lại đội hình, họ cũng khó lòng mà có thể mơ đến một viễn cảnh tươi sáng khi mùa bóng khép lại. Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Ten Hag bị các học trò bật lại một cách giận dữ như vậy vì những quyết định của mình. Trước Garnacho, Jadon Sancho đã nổ phát súng tiên phong nhắm vào chiến lược gia người Hà Lan trong mùa giải này, khi đăng đàn tuyên bố ông là một kẻ dối trá. Xin đừng tin tất cả những gì bạn đọc. Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Sancho đã phải viết như vậy khi Ten Hag tuyên bố anh lừa tập luyện và không hoàn thành giáo án, rồi gạch luôn tên cầu thủ 23 tuổi khỏi danh sách của Man United trong trận đấu lượt đi với Arsenal. Mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai thầy trò không hề có dấu hiệu được chữa lành. Đến mức hiện tại, bản hợp đồng 85 triệu của Quỷ Đỏ đã phải phiêu bạt trở về câu lạc bộ cũ Dortmund theo dạng cho mượn. Vẫn biết Sancho là một cầu thủ đã thất bại trong việc chứng tỏ giá trị bản thân, nhưng để anh phải lên tiếng ở mức như thế, rõ ràng chứng tỏ cách quản lý nhân sự của Ten Hag thực sự có vấn đề. Và rồi ngược thêm về quá khứ, bạn chắc chắn chưa quên người đầu tiên dính vào lùm xùm với thầy Mười Khó khi ông vừa đặt chân đến Old Trafford là ai rồi chứ? Đáng lòng thay, đó lại chính là ngôi sao số 1 của Man United khi đó, tượng đài sống của thế giới túc cầu, Cristiano Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha buộc phải rời khỏi Man United sau cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan trước khi đến vòng chung kết World Cup. Anh đã có những lời nói tấn công đội bóng và tuyên bố rằng mình không tôn trọng người quản lý vì đơn giản Ronaldo không nhận được bất kỳ điều gì từ vị chiến lược gia người Hà Lan. Tôi không tôn trọng Ten Hag vì ông ta không tôn trọng tôi. Nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn. Ronaldo không ngần ngại chỉ trích huấn luyện viên của mình. Sau đó, Erik Ten Hag cũng chỉ lên tiếng khẳng định đội bóng đã không còn cách nào khác. Ông biết những gì Ronaldo đã làm và không cần phải thảo luận mọi thứ với ban lãnh đạo. Chiến lược gia người Hà Lan đã được câu lạc bộ hậu thuẫn rất nhiều sau khi họ giải phóng ngôi sao người Bồ Đào Nha khỏi hợp đồng vào tháng 11. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đã xem cuộc trả lời phỏng vấn của Ronaldo và chẳng còn gì để nói nữa. Ten Hag khẳng định với tư cách là một câu lạc bộ, chẳng ai có thể chấp nhận và ông chỉ trích Ronaldo đã ngu xuẩn khi lên truyền thông vạch áo cho người xem lưng như vậy. Nhưng hãy bình tĩnh suy nghĩ, bạn sẽ thấy rằng Ronaldo có thể sai về lý, nhưng anh đã đúng về phần tình. Với tiếng nói có trọng lượng của mình, anh chỉ đang nói về nội tình câu lạc bộ, với hy vọng ban lãnh đạo có thể nhận ra và có những cải thiện theo chiều hướng tích cực. Khi bài phỏng vấn của CR7 được công khai toàn bộ, không biết người đã bênh vực Erik Ten Hag và cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha thiếu tinh tế khi phơi bày toàn bộ mặt trái của đội bóng như thế. Nhưng rồi, khi Ronaldo đã rời đi, tình cảnh tương tự vẫn cứ thế đến với cựu huấn luyện viên Ajax. Như thế, ông chẳng thể nào thoát ra khỏi cái cảnh về việc các học trò rồi sẽ có một ngày phản lại chính mình. Hết Sancho chấp nhận bằng mặt mà không bằng lòng, rồi đến cầu thủ trẻ có phong độ ổn định nhất mùa này như Garnacho cũng phải hờn dỗi. Chỉ có thể nói rằng đây chính là lý do có thể sẽ khiến cho mùa giải năm nay của Man United đã sớm khép lại. Ten Hag cứ loay hoay đi tìm bản sắc trong lối chơi của Quỷ Đỏ mà mất kiểm soát phong thái đồ, rồi từ những lùm xùm đó kéo tinh thần của cả đội xuống rất thấp. Có thể Ronaldo đã vô tình tạo tiền lệ xấu cho các đàn em đứng lên tỏ thái độ với ông thầy. Nhưng xét cho cùng, người chịu trách nhiệm chính vẫn là Ten Hag khi tuột đắc nhân tâm của người đàn ông 53 tuổi đang từng bước sụp đổ trước một tập thể Man United dẻo dã và thiếu quyết tâm. Với các ngôi sao, mọi đồng tính của họ trên mạng xã hội dù chỉ trong tích tắc cũng có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông. Và Garnacho có lẽ cũng chỉ bấm like những bài viết trên trong sự thất vọng cùng cực về trận đấu, về huấn luyện viên và về bản thân của mình. Với một ngôi sao chưa tròn 20 tuổi, việc có những hành động như vậy là điều có thể hiểu được. Rồi cậu sẽ học được một bài học về sự trưởng thành. Nhưng còn Ten Hag, ai sẽ dạy cho ông bài học về nghệ thuật quản lý nhân sự đây? Hết lần này đến lần khác bị đẩy vào tình cảnh đối đầu với chính các học trò. Chiến lược gia này có lẽ cũng đang bất lực với chính bản thân của mình. Và khi người ta thấy ông cứ quanh co, thậm chí giận dữ khi được hỏi liệu đây có phải là mùa bóng tệ nhất của Man United, thì có lẽ họ cũng hiểu rằng Quỷ Đỏ nên chuẩn bị tinh thần cho một chặng nước rút đầy bão táp. Tương lai vô định của Man United chính xác đang khởi đầu chính từ những việc làm nhỏ nhất này.